Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa là Đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán mình lỗi nghĩa cùng Chúa khi con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc để tội cho xưng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio thành Antioquia. Ngài sinh khoảng độ năm 50 và Ngài được làm giám mục tại Antioquia. Chúng ta biết là tại Antioquia là người Kitô hữu lần đầu tiên được mang danh là Kitô hữu. Ngài làm giám mục tại đây và khoảng độ năm 110 thì Ngài đã bị bắt và Ngài nhất quyết không chối đạo và Ngài đã được dẫn về Roma để chịu tử đạo. Trên hành trình từ Antioquia về Roma thì Ngài đã viết 7 bức thư nổi tiếng và trong đó có một bức thư gửi cho Thánh Polycarp, sau này cũng là một vị giám mục từ đạo. Thì Ngài và tại Roma thì Ngài viết thư cho những người Roma, đó là đừng ngăn cản Ngài từ đạo. Ngài ví mình giống như là hạt lúa miến được răng thu giữ nghiền nát để trở nên tấm bánh tinh tuyển của Đức Kitô. Và Ngài đã chịu từ đạo bởi răng của thú dữ. Có lẽ Ngài chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Dẫu cho chúng ta phải đối diện với mọi vấn đề trong đời sống thì mình vẫn tin vào Thiên Chúa.
Cùng hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện thế người xin. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, hôm nay là lễ giỗ 8 năm. Cùng các linh hồn Phêrô Nguyễn Đức Ái lễ giỗ, Phêrô Tạ Đắc Thức, Giuse Trần Đình Thọ và các linh hồn Louis và Maria, Anna Nguyễn Kim Nhung, Maria Nguyễn Thị Diêm lễ giỗ, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, Maria Teresa Trần Thị Thanh, các đẳng linh hồn, các linh hồn gia đình Trà My và Nga My xin ơn an bình cho mẹ Bùi Thị Hoàng, một người xin ơn bình an và chữa lành. Xin cho bạn được ơn chữa lành bệnh cancer. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót lỗi lầm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các anh hùng từ đạo can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể giáo hội. Hôm nay chúng con mừng Thánh Giám mục Ignacio đã qua con đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin cho chúng con cũng được nhờ công đức của người mà giữ vững một niềm tin bất khuất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Êphêsô. Thưa anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vân phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó. Khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn, bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu.
để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hạnh diệt. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống lại mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Xin Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Xin Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thế địa cầu. Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào chưa thanh gian Người vừa tiếng hò reo. Nhưng Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, trên Người dựng nên ta, ta thuộc về Người. Ta là dân Người, là đoàn chiến Người dân gian. Xin Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Hãy vào cửa thánh điện kết tin tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúng tôn danh Người. Xin Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương. Qua bao thế hệ vẫn một niềm thần tin. Xin Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ ở thời nào cũng vậy, con người chúng ta thường mình hay tích trữ, hay là mình muốn là khi cha mẹ mình có của cải thì phải chia đồng đều cho mình. Và chúng ta thấy cũng vì của cải mà trở thành mất tình nghĩa anh em, mất tình nghĩa cả cha mẹ với con cái. Và ngay đặc biệt là tại Việt Nam, chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện đau lòng, nghe nhiều câu chuyện thương tâm về việc vì của cải mà tranh giành, thậm chí giết cả nhau nữa. Và nhân cái câu chuyện này thì Đức Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn. Thực ra chúng ta sống thì mình phải có của cải, mình cũng phải có cái ăn, cái mặc, cái để dành, cái lo cho tương lai. Nhưng điều Đức Giêsu nói ở đây, mình đừng coi cái của cải mình là chủ, bởi vì chúng ta không phải là chủ của nó, mà chúng ta chỉ có thể sử dụng nó ở trong một cái giai đoạn nào đó mà thôi. Có lẽ như phụ ông ở trong bài tin mừng, ông ta có rất nhiều của cải và ông ta muốn mở kho lẫm thêm, xây thêm kho lẫm để tích trữ ở trong đó. Thế nhưng mà ông ta quên rằng cái cuộc sống của mình nó lại không nằm ở trong tay mình, mà nằm ở trong tay Chúa. Đời sống của chúng ta, mình có thể thấy đó là ba cái giai đoạn. Một cái giai đoạn chúng ta bắt đầu là mình ở trong lòng mẹ, mình không biết gì hết, cũng chả có tích trữ gì, mà có lẽ chúng ta cũng chả có ký ức gì khi mà chúng ta ở trong lòng mẹ cả. Chúng ta hoàn toàn được người mẹ che chở, được mẹ nuôi dưỡng qua cái đường dây rốn và truyền dinh dưỡng cho chúng ta sống. Rồi khi chúng ta vào đời thì bắt đầu mình lớn lên, rồi bắt đầu mình biết, mình học hỏi, rồi chúng ta cũng phải chết. Và cái đời sống sau này chúng ta cũng không biết thế nào. Nhưng mà điều mà chúng ta biết là trong cuộc sống của chúng ta đang sống ở trần gian này, chúng ta cũng phải làm lụng, chúng ta cũng phải suy nghĩ, chúng ta cũng phải lo cho bản thân, lo cho gia đình. Nhưng tất cả những của cải mà Chúa ban cho chúng ta, đó là những tài nguyên, không phải để mình giữ khư khư cho bản thân mình mà thôi, mà chúng ta được mời gọi phải có sự sẻ chia với người khác. Bởi vì của cải đó không phải chỉ dành cho chúng ta, mà được chia sẻ cho mọi người. Đức Giêsu không hề lên án những người giàu, mà là lên án những người giàu mà họ chỉ biết thu tích của cải cho họ mà không biết chia sẻ với người khác. Và ở trong bài tin mừng, Đức Giêsu cũng mời gọi tất cả những người môn đệ của Ngài, tất cả chúng ta phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Khi của cải mà chúng ta giữ cho mình thì nó không có sinh lợi ích cho mình, tức là nói về cái đường thiêng liêng, nói về những đức tính tốt đẹp. Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ cho người khác thì mình lại trở nên giàu có hơn, bởi vì mình có lòng quảng đại, mình thấy thực thi cái tình yêu thương. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng được mời gọi sống những cái giá trị của tin mừng, sống giá trị đạo đức mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Điều đó không phải ngày một, ngày hai, mà mời gọi chúng ta mình có một cái sự kiên trì, mình có một cái sự cố gắng. Cũng giống như là ở trong cuộc đời, mình đi làm mình cũng phải cố gắng, mình cũng phải thức khuya dậy sớm, mình cũng phải lao tâm khổ tứ để mình kiếm được đồng tiền lo cho bản thân và gia đình. Thì các cái đức tính tốt cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải tập, chúng ta cũng phải kiên trì,
không phải ngày 1, ngày 2 mà lên thánh được. Không có ai lên thánh cấp tốc hết á. Và chúng ta cần phải có một cái quá trình, có một thời gian. Vì vậy mà giáo hội chỉ phong thánh cho những người đã qua đời. Bởi vì bao lâu mình còn sống trần gian này, không biết là mình có thánh đến giây phút cuối không, hay là giữa chừng mình lại đứt gắn, mình bỏ Chúa. Cho nên mời gọi chúng ta, một mặt mình lo làm giàu cho cuộc sống hiện tại, nhưng mà cũng, chúng ta cũng biết chia sẻ. Và chính cái chia sẻ và những cái đời sống chúng ta gắn bó với tin mừng, thì chúng ta lại có một cái kho tàng ở trên trời không bao giờ hư hoại. Ước mong mỗi người chúng ta nhớ đến điều đó. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc cùng Chúa rất rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Son được của chúng tự nhờ xin cho chúng con thông phận và tình chúng. Chúng chia sẻ tất cả lòng người với chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc cùng Chúa rất rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên cuồng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với anh chị em để ban ơn vô biên danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, Thánh Ignatius từ đạo đã trở thành hạt lumen của Chúa Kitô cho thu giữ nghiền nát, và nhờ đó trở nên bánh tinh tuyền được Chúa thương chấp nhận. Nay xin Chúa cùng ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi và những gì liên quan tới cuộc khổ nan của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được chay lửa đức tin thôi thúc các ngài bền độ đến cùng và ban tặng vinh thăng trong cuộc chiến của các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này,
để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là truyền Chúa truyền trên và thiên sơn Chúa sáng ngày, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mi-ca-ê, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đón thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đã khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con.
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Kitô mà chúng con sắp lập nhận đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày sinh nhật trên trời của vị thánh giám mục Antiochia, Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Ước chi lương thực này đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới, giúp chúng con sống và hoạt động thế nào cho xứng danh là Kitô hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Chính hiền vinh sáng lắm hằng chờ chúng.